Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Rừng Làm Rẫy nha. Gỡ gạc lại cái tổ ong hôm trước vì ít mật quá. Lần này mời bạn theo chân tôi, chúng ta cùng nhau đi bắt ong. Tổ ong này tôi tin chắc sẽ nhiều mật hơn tổ ong trước vì đây đang tới mùa điều rồi, nó có bông. Cho nên tổ ong bắt này nên sẽ có nhiều mật hơn. Và tôi tin chắc là cái tổ ong mà tôi đang bắt, tôi trước khi tôi cho các bạn xem, các bạn sẽ giật mình vì cái tổ ong này nó bự hơn cái tổ ong hồi lúc biết bao nhiêu lần. Các bạn sẽ giật mình, và cái trình độ của tôi chỉ bắt tầm những tổ ong khủng khiếp như thế này trở lên thôi, còn trở xuống nhỏ xuống tôi không được tôi bắt. Và tôi không nói nhiều, tôi sẽ cho các bạn thấy tổ ong mà tôi mới vừa phát hiện. Cái trình độ của tôi chỉ bắt được cỡ này trở lên thôi. Bắt đầu xem tổ ong nha, nhiều mật lắm đó. Đây tôi cho các bạn xem, tôi mới vừa mới phát hiện được một tổ ong, lại một là một tổ ong ruồi. Đây bạn thấy không, tổ ong này có mật bạn, tại vì tôi thấy những cái lỗ mật của nó đang bị che kín hết rồi, là tôi đoán nó có mật. Đây à, tổ ong có mật nha bạn, cũng được, tổ ong này cũng to, cũng được, đi nhẹ hơn chừng ong chích đó, bạn thấy không, cũng có mật đó bạn. Đây giờ tôi sẽ bắt tổ ong này. Tổ ong bự hơn tổ ong trước, tôi tin chắc lần này bắt sẽ có mật gỡ gạc được cái tổ ong hồi trước. Và chúng ta bắt đầu đi bắt này, bắt nào. Và trước khi bắt tổ ong này, các bạn xin phép cho tôi một đĩa thuốc. Có nhiều bạn hỏi tại sao bắt tổ ong chỉ cần một bẻ qua một cái xíu thôi. Đó là các bạn bắt nghề, tôi là lâu lâu mới bắt. Và tôi hút đĩa thuốc chủ yếu là tôi xài chiến thuật là mây mờ che mắt thánh. Cho nên là tôi đều dùng mây mờ che mắt thánh. Nên xin phép được rồi. Xin phép được mua đĩa thuốc. Sẵn là kiếm cái tâm xỉ phổi, phổi lúc này chưa 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 xỉa. Đó, mây mờ che mắt thánh rồi, ta bắt đầu che mắt thánh thôi, bắt ong. Ở đây tôi đang làm một chút ít để chuẩn bị làm mây mờ che mắt thánh. Đấy, mày mở cho Thánh. Cái gì đây? Cái gì đây không biết đây. Nó cũng đau đầu ghê. Rồi, cho bạn xem nè. Cái gì? Nãy hãy đứng lên á, rất gõ cái đầu một cái đầu sưng vù vù cái đầu luôn. Này cái cây gì là lạ. Cứng. Chắc không xài được. Đây. Bỏ đây, đây tổ ong tôi vừa mới bắt nè. Đây. Một tổ ong. Bự hơn tổ ong trước có mật nè. Ông này có mật rõ ràng, nhìn thấy có mật không? Bự nha, không dừng đâu nha. Tông hơi bự á. Đấy, ở gạt lại vô trước, giờ tôi sẽ nếm thử miếng mật cho bạn xem. Cũng già rồi. Ôi thôi, đi xa, cách nó 100 mét. Không, nó chết. Đây, tổ ong rồi bạn. Có mấy con ong non nó mới vừa chui ra. Đây, con này đang chắc xây cắm đầu cho tổ ong. Bộ ra. Mấy cái thùng phi mà đậy nắp này lại đó chính là mật ong đã đầy đó bạn, mà ông đậy nên mấy thùng phi này nó đậy nắp lại. Mật ong nói là ở trong tổ ong này cũng có mật nhiều hơn tổ ong trước. Tổ ong này cũng được, cũng to đó bạn, chứ không phải nhỏ đâu. Đây. Giờ nếm thử miếng mật ong rừng như thế nào nha. Đây mật ong rừng chính gốc nha bạn, chứ không phải mật ong nuôi đâu nha. Bật ra đi. Đây, tôi sẽ nếm thử miếng mật ong rừng cho bạn xem. Cũng to đó, không phải nhỏ đâu. Chung cái này tôi là bỏ đi bạn, vì cái này không có mật. Đây cái đây. Cái này là nhị hôn nhị của nó nè bạn. Bạn thấy cái mấy cái vàng vàng này nè. Cái là nhụy của nó. Úi, mật nhiều. Trời ơi ui. Đây để qua bên này, này có mật bạn. Đây là nhụy của nó nè. Đây, bạn thấy mấy cái vàng 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 này không? Nhụy đó, con nhụy của nó, nhụy hoa phấn hoa đó bạn. Đây nè. Có quá chừng. Nó thấy có quá chừng nhụy hoa phấn hoa không? Đây nè, mật ong nè. Có một con ong đang chui đầu đó, tính ăn mật xem nè. Rồi, tôi sẽ nếm thử miếng mật ong rừng xem thế nào. Đây, miếng mật ong rừng, nhụy hoa. Có nhụy hoa của nó nữa.
béo. Ăn một con sữa luôn bạn, ông sữa. Ông sữa của nó rất là béo béo, nhọc ông ấy. Rất là ngon. Cái phần quan trọng nhất ngày hôm nay, mật ong rừng, tổ này tổ có mật nha bạn, tổ có mật. À, mật ngọt, đúng mật ngọt chết rồi. Đây tôi đã dùng một chiến thuật là mây mờ che mất thánh để bắt được một tổ ong như thế này. Nè, ong này mật rất là nhiều. À, ăn nhiều mật ong rừng có thể gây ra say. Mà ăn vừa đủ là ăn nhiều quá cũng không tốt đâu. Không phải luôn. Mật ong rất là ngon. Mật ong ăn rất là chất dinh dưỡng. Đấy là những gì tôi muốn chia sẻ đó các bạn về cuộc hành trình bắt ong với chiến thuật mây mờ che mắt thánh của tôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tôi lại đừng làm đấy và đừng quên đăng ký để cập nhật các video đi bắt mới nhất của tôi. Các video khám phá mới nhất của tôi. Chào hẹn lại trong các video lần sau. Nhớ thứ hai thì nhớ đăng ký để cập nhật các video mới nha. Bye.